Yo, what's up? Mình là Minh Travel và hôm nay là 2 phút thứ hai hàng tuần. Yo, xin chào mọi người. Video này thì sẽ không phải là một video tutorial mà đơn giản là mình chỉ muốn tâm sự với mọi người một chút. Là mình vừa làm xong một cái intro và mình mong nhận được ý kiến của mọi người cảm nhận về cái intro vừa rồi. Mình muốn làm cái intro này để có thể cho mọi người thấy, những người xem của kênh mình thấy là mình thực sự nghiêm túc với kênh Minh Travel. Và trong một thời gian dài nữa thì mình sẽ gắn bó với nó, chứ không phải là chỉ làm một sớm một chiều. Thế nên mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và luôn ủng hộ mình nhá. Và đồng thời là mình cũng muốn sau mỗi một video thì kênh của mình nó sẽ có một cái điểm gì đó mới hơn và chất lượng các video của mình sẽ tốt hơn. Thì hôm nay mình mới làm xong cái intro và đồng thời mình cũng đặt mua một số đồ trang trí để mấy nữa mình trang trí lại cái background, chứ bây giờ hiện tại nó chưa có đèn đóm gì cả, trông đang hơi chán. Có lẽ video này thì kết thúc ở đây thôi. Nhớ comment cho mình biết ở phía dưới xem cảm nhận của bạn về cái intro này như thế nào nhá. Peace!